các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam Mê Cá Vàng. Hôm nay là một chủ đề mà mình nghĩ rằng có khá rất là nhiều bạn quan tâm mà mình lại bỏ sót qua và mình vẫn chưa chia sẻ với các bạn. Đó là tình trạng cá bị bệnh khó tiêu. Thì gần đây thì mình nhận được rất là nhiều cái phản hồi và cần phải tư vấn với rất là nhiều ca bệnh như vậy. Nên là mình nghĩ rằng mình cần phải làm một cái video để mà chia sẻ chung với các bạn. Trước khi xem tiếp video thì đối với các bạn chưa nhấn nút subscribe và nút chuông thì các bạn hãy nhấn nút subscribe và nút chuông nha, bởi vì khi nhấn hai nút này thì Đam Mê Cá Vàng có video mới thì sẽ thông báo với các bạn. Và đối với các bạn mà cần tư vấn trực tiếp thì các bạn có thể like fanpage của Đam Mê Cá Vàng hoặc là Instagram để mà nhắn tin với Đam Mê Cá Vàng thông qua hai kênh này. Và để nhanh hơn nữa thì các bạn có thể liên lạc với Đam Mê Cá Vàng qua số hotline 0869 242 393 để mà nhận được tư vấn và cũng như đặt hàng thông qua những kênh này nha. Và tiếp theo thì xin mời các bạn xem tiếp video. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu nguyên nhân của căn bệnh khó tiêu. Căn bệnh khó tiêu có những nguyên nhân như sau. Thứ nhất đó là nhiệt độ nước có một cái sự dao động lớn. Thứ hai đó là mình sẽ do mình thay nước quá nhiều lần trong một ngày một cách không cần thiết. Thì cái trường hợp này nó không phải là trường hợp dành riêng cho cá bột mà cả những cá trưởng thành cũng bị mắc những cái lỗi này. Khi mà chúng ta thay nước trong một ngày quá nhiều lần, trong 2-3 ngày quá nhiều lần, nói chung là cái tần suất thay nước của chúng ta quá khích đó, thì cái điều này sẽ dẫn đến cá bị khó tiêu. Nguyên nhân tiếp theo đó là do sự trung hòa khi mà thay nước. Điều này là do chúng ta không có khử clo khi mà thay nước hoặc là khử clo không hết. Nó cũng là nguyên nhân dẫn đến cá bị khó tiêu. Nguyên nhân tiếp theo đó là do cá bị sốc pH, là do chưa có sự trung hòa nước. Khi mà chúng ta chuyển cá từ môi trường này sang môi trường khác, nếu mà pH có sự khác biệt từ 0,5 trở lên đó, thì cá nó sẽ dễ bị khó tiêu. Và nguyên nhân tiếp theo đó là do cá bị sốc nhiệt độ nước, trung hòa nhiệt độ nước không đủ. Có nghĩa là khi mà chúng ta thay nước á, thì cũng có rất là nhiều lần mình đã khuyên các bạn rằng khi mà các bạn thay nước thì các bạn tránh thay nước ban ngày và chỉ thay nước vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối. Bởi vì vào hai cái thời điểm đó, hai cái giai đoạn đó thì cái nhiệt độ nước của cá nó không có bị khác biệt nhiều lắm. Vì vậy thì cá nó sẽ không có bị sốc nhiệt và dẫn đến là cá nó sẽ không có bị khó tiêu. Nguyên nhân tiếp theo đó là do sự suy giảm chất lượng nước, do nước trong cái hồ cá của bạn nó bị bẩn, bạn lâu ngày bạn chưa có thay nước, hoặc là do cái hệ thống lọc nó bị bụi bẩn thì lúc này bạn cần phải reset lại hệ thống lọc ha. Tiếp theo nữa đó là bạn cho ăn quá nhiều, thì đây là một cái nguyên nhân rất là dễ hiểu. Khi mà chúng ta cho ăn quá nhiều thì ngay cả con người mình cũng vậy, khi mà chúng ta cho ăn quá nhiều thì cá nó sẽ dễ bị khó tiêu. Nguyên nhân tiếp theo về thức ăn đó là khi mà chúng ta cho ăn cá, khi mà chúng ta cho cá ăn một cái loại thực phẩm mà nó có chứa nhiều dầu khi mà nhiệt độ dưới 18 độ, hoặc là chúng ta cho cá ăn cái thức ăn mà chứa quá nhiều protein khi mà nhiệt độ dưới 12 độ. Thì trong những cái trường hợp này là thứ nhất là cho ăn quá nhiều, thứ hai là cho cá ăn thức ăn nhiều dầu khi mà nhiệt độ dưới 18 độ, và thứ ba là cho cá ăn thức ăn chứa quá nhiều protein khi mà nhiệt độ dưới 12 độ. Thì ba nguyên nhân này về thức ăn á, thì sẽ khiến cho cá bị khó tiêu. Và nguyên nhân cuối cùng nó cũng rất là dễ hiểu, đó là sau khi mà cá bị điều trị, có nghĩa là sau khi mà cá tắm thuốc để điều trị thì cá rất là dễ bị khó tiêu. Bởi vì cái lý do này mà mình khuyên các bạn là trong cái giai đoạn là điều trị hoặc là vừa mới dứt điều trị xong á, thì các bạn không được cho cá ăn, và sau khi mà điều trị xong á, thì các bạn chỉ cho cá ăn trong một cái lượng rất rất là ít thôi.